5 bài học dành cho người khởi nghiệp kinh doanh online nếu không muốn bị thất bại. Chào bạn, tôi là Nguyễn Thơm, người chia sẻ cho bạn những kiến thức hay về kinh doanh online và công nghệ dành cho người mới. Trước đây thì công việc của tôi là làm công ăn lương, nhưng tôi mong muốn khát khao mình có thể kinh doanh một cái công việc gì đó để có thể xây dựng cái dòng tiền thụ động. Và tôi đã cùng với các bạn nhảy ra để kinh doanh mặc dù kiến thức về kinh doanh chưa có và mắc rất là nhiều những cái sai lầm. Ví dụ như là đầu tư tiền, gom tiền, vay tiền để có thể ôm thật nhiều hàng với cái giá rẻ. Chưa có khách hàng mà đã kinh doanh, công nghệ chưa biết, rồi là rất là nhiều những kiến thức thiếu về kỹ năng bán hàng, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng live stream hay hoặc kỹ năng quản lý đội nhóm. Và trong 2-3 lần khởi nghiệp thì tôi đều thất bại. Và tôi đã đúc kết ra được rằng là cái nguyên nhân lý do mình thất bại đó là mình chưa có kiến thức. Chính vì vậy tôi lại bắt đầu lại từ đầu, không nản chí và quyết tâm, mặc dù là gia đình có phản đối, ngăn cản. Và tôi thấy rằng bạn của tôi, một người rất là nhút nhát, một người hồi học phổ thông họ còn kém hơn mình, mà sau 1 năm học tập và rèn luyện, khi mà họ bung ra kinh doanh thì kết quả đạt được thật là bất ngờ. Đã có thu nhập, đã có chinh phục được 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu trong một cái live stream. Và thôi, tôi thấy rằng là tầm quan trọng của công nghệ và tôi bắt đầu học tập nghiêm túc. Tôi đã bắt đầu học cái kỹ năng live stream, kỹ năng thuyết trình, học thiết kế hình ảnh, học video marketing và học cách tiếp cận khách hàng bằng công nghệ, bằng quảng cáo như thế nào. Và lúc đó kỹ thuật của tôi đã chín chắn và tôi bắt đầu bước vào công việc kinh doanh. Và khởi nghiệp kinh doanh online của tôi đã bắt đầu thành công và đã giúp cho tôi có thu nhập, có thể nuôi sống gia đình và trả dần nợ những cái phần mà mình trước kia mình đã nợ nần, mình đã vay mượn. Các bạn có thấy tuyệt vời không ạ? Và tôi đã đúc kết ra được 5 cái bài học rất là quan trọng cho những người khởi nghiệp kinh doanh online. Nếu như bạn không muốn thất bại thì hãy xem hết video để biết được 5 cái bài học đó là gì. Bài học đầu tiên đó là chúng ta cần phải học về công nghệ nếu bạn muốn kinh doanh online. Online là trên nền tảng mạng xã hội công nghệ. Chính vì vậy bạn cần phải học biết cách gì ạ? Tiếp cận khách hàng trên online, xây dựng thương hiệu cá nhân của mình trên mạng xã hội mà trước đây tôi vội vã bán hàng. Học về video marketing, học kỹ năng thuyết trình, vân vân. Bài học thứ hai đó là gì? Các bạn hãy lựa chọn những cái sản phẩm, những cái lĩnh vực kinh doanh mà phù hợp với các bạn. Bạn có đam mê không? Bạn có thích không? Bạn có đánh giá được cái này nó đi với bạn lâu dài hay không? Hay hoặc đúng pháp luật không? Vâng, thứ ba đó là bạn hãy trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mà bạn chọn. Khách hàng rất là mong muốn được mua hàng, được trao đổi với những người chuyên môn, có những người có kiến thức, có kỹ năng. Chính vì vậy bạn hãy trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mà mình đăng ký kinh doanh. Thứ tư đó là bắt đầu từng bước một. Hãy tập trung vào giải pháp và giải quyết vấn đề của khách hàng và đưa ra giải pháp, chứ không tập trung vào bán hàng. Trước đây khi mà mới bắt đầu kinh doanh, lý do mà tôi thất bại đó là tôi tập trung bán hàng mà không tập trung vào giải quyết vấn đề của khách hàng và đưa ra giải pháp. Và thứ năm đó là kiên trì hành động. Tặng cho các bạn một cái câu thần chú, đó là kiên trì, lặp đi lặp lại là ông ngoại của thành công. Và đó là một cái câu thần chú giúp cho tôi có động lực hơn để làm một việc gì đó. Tôi phải kiên trì ít nhất đó là 21 ngày để tạo thành thói quen và liên tục mỗi một ngày. Và đó là 5 cái bài học tôi đúc kết ra. Nếu như bạn thấy cái video này hay và giá trị thì hãy ngay lập tức đăng ký kênh, like để ủng hộ cho tôi nhé. Và không bỏ lỡ những video tiếp theo của tôi vào ngày mai. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở chuỗi video sau nhé.